Bên cạnh trọng lĩnh đây là mẫu xe Jack A5 nhập khẩu nguyên con. Xe rất hầm hố hay quý khách hàng. Xe này dạy dư đăng ký được tải là 9 tấn mốc và được cho chúng ta một phiên bản thùng nguyên bạc rất là dài luôn. Dài lọt lòng là 8x22 chiều dài. Chiều cao từ mặt sàn lên từ sàn lên nhau quý khách hàng là 2m15 và chiều rộng của nó là 2m37 đấy. Cabin vuông hầm hố. Ở trong chỉ có một giường nằm thôi quý khách hàng ơi. Chúng ta nhìn rất là hầm hố ha. Đây là phiên bản rất cao cấp. Chúng ta thấy không? Mặt nạ trước cực kỳ hầm hố. Xe chúng ta là thiết kế cụm đèn quý khách hàng, dạng kiểu chữ C nè quý khách hàng, chữ C. Dải đèn này, dải đèn LED chiếu sáng nha, chiếu sáng ban ngày luôn. Đấy. Đèn halogen dạng bi cầu này, nhìn rất là đẹp ha. Có đèn sương mù ở dưới này, để lên mở lên cho chúng ta thấy cái dải đèn LED ha. Đây, đây là lĩnh mặt chìa khóa này nó sẽ sáng tự động nha quý khách hàng. Đấy, sáng ban ngày và buổi tối luôn, rất là đẹp ha. Ồ, cabin rất là hầm hố. Cái này dỡ lên được ha quý khách hàng. Khi mà anh em mà muốn xem động cơ xe chúng ta phải dỡ cái này để bật cabin lên. Lĩnh mở luôn nè. Bên hông này nó có một cái nút để chúng ta lật ra ha. Đấy, đây quý khách hàng. Cabin này chúng ta bằng cabin điện nha quý khách hàng. Chúng ta bấm nút là cabin nó lên thôi. Đấy. Rồi. Hiện tại á, mẫu xe này xe nhập khẩu nên là giá cũng phải là nó cao hơn xe lắp ráp rất là nhiều luôn. Và là lĩnh báo luôn cho quý khách hàng luôn. Quý khách hàng kiểu là nếu mà mang tiền là 920 triệu đấy, gặp lĩnh là chúng ta nhận được chiếc xe này luôn nè. Đấy quý khách hàng, xe sẵn luôn, 9 tấn mốc cùng 8x22. Đấy, còn nếu mà quý khách hàng muốn cần bên lĩnh hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì chúng ta đầu tư trước cho lĩnh được cả 300 triệu. Còn phần còn lại là ngân hàng cho vay, rất dễ luôn, chỉ cần căn cứ công dân là được ha quý khách hàng. Đó là mức giá và chúng ta có thể là đầu tư qua ngân hàng, thời gian góp thì từ 3, 4, 5, 6, 7 năm tùy chọn luôn, rất là dễ dàng ha. Đây, xe thì có mui nước gió sẵn. Mua nước gió sẵn là anh em mua xe này là có sẵn theo thiết kế, có sẵn luôn các quý hàng. Và có cái miếng che phía trước ha. Nhìn rất là đồng bộ, nhìn xe rất là đẹp luôn đó quý hàng. Xe nhập khẩu chúng ta đi lốp lớn 9 tấn mốt, nhưng mà xe nó đi trang bị cái lốp là 10 rồi 20 luôn nè quý hàng. Chúng ta có cái mâm nhôm nhìn rất là đẹp ha. Đấy, nhìn rất là chất xe luôn. Lốp này hiệu Chao Chuan lốp nhập khẩu luôn đó quý hàng. Lốp trước lốp sau chúng ta đồng lốp luôn. Đó, xe thiết kế trang bị lốp lớn thì thùng và đạt cả tiêu chuẩn cái thẻ Euro 5. Euro 5 thì chúng ta xe nó phải xài dùng bình dung dịch xử lý khí thải này, ure ha quý hàng. Bình này là sức chứa là 22.5 lít và bên lĩnh cũng có phân phối cái nước ure và hiện tại mức giá bán lẻ là 1 lít là trị giá là 12.000 1 lít ure ha quý hàng. Bên cạnh đó là bình dầu này thì nhìn nó không được lớn lắm ha. Nó sức chứa của nó là được 200 lít làm bằng hợp kim nhôm, rất là đảm bảo hàng khóa lại an toàn nữa quý hàng. Đó. Và lốp lớn. Rồi, bình dầu cũng chất lượng luôn này, chúng ta cũng nhìn cái dàn chassis của xe ha. Xe chassis là rất là dày luôn nè. Rồi bây giờ vào rất là dày luôn, chiếc xe này là dập nguội một lần thành hình luôn á. Đó, nên nó mới chịu tải rất là tốt luôn cho chúng ta. Và cùng kết hợp với lại cái phần lốp xe này dành chiếc xe này, lĩnh và các bạn chúng ta xem mới đủ nhiếp của xe luôn. Đó, giúp cho đây là một mẫu xe tải mà phải nói là đi chúng ta chở hàng nặng này, chúng ta đi đường đèo dốc này nọ chở hàng rất là tốt, rất là khỏe luôn á quý khách hàng. Nhiếp trước nè. Đây cho quý khách hàng. Nhiếp trước á là 9 lá thưa quý khách hàng, có giảm chấn thủy lực ha. Rất là dày luôn. Có trước thì có sau. Sau là nhiếp lá 2 tầng. Lát rất là dày ha, tầng trên 9 lá, tầng dưới 7 lá. Đấy. Cầu xe, cầu lát nha quý khách hàng, cầu lát được làm bằng thép chất lượng cao. Đây là cái thùng hàng chúng ta để chở hàng quý khách hàng. Chúng ta thấy là ở trên chúng ta mở tổng cộng là 9 vỉ luôn quý khách hàng, là mỗi bên là 4 vỉ, tất cả các vỉ này đều mở được và thiết kế ở sau cũng mở vỉ luôn. Đấy, này. Mở vị hết tất cả luôn nè. Để chúng ta lên hàng và lấy chúng ta nhiều cái xe nâng lên nó rất là dễ dàng và thuận tiện luôn. Ngoài ra thì mẫu xe này nó cũng có ra phiên bản là không mở vỉ luôn cho chúng ta lựa chọn ha. Mở vỉ bên hông và không mở vỉ cho chúng ta lựa chọn luôn. Và tiếp theo là quý khách cùng lĩnh chúng ta xem thử cabin nó như thế nào. Chúng ta thấy cái đầu hầm hố lắm mà. Chúng ta vào coi trong nội thất nữa. Nội thất cũng ok lắm. Rồi anh em chúng ta lên tài xế lên ngồi nhún nha. Này nhún á. Dạ, đây là ghế tài ghế hơi. Chỉ có cái tài thôi nha, ưu tiên anh tài xế thôi chứ còn anh phụ là không có. Tại vì bên lơ chúng ta có xe chúng ta trang bị hai chỗ ngồi nè và một giường nằm nữa. Nên là anh bên lơ anh theo phụ chúng ta có giường nằm nghỉ ngơi rồi. Nên là ghế hơi chỉ sẽ trang bị cho tài xế thôi. Bậc thềm, chúng ta lên hai bước luôn quý khách, hai bước luôn. Đây, ghế phụ. Ghế phụ không phải ghế hơi ha. Xe thì xe Jack A5 thì chỉ nhập khẩu chỉ có hai chỗ ngồi thôi, đăng ký hai chỗ ngồi ha. Bên tài phụ này ở giữa nó trống này quý khách. Sau có một giường nằm rất là rộng luôn, cabin chúng ta đầu nhìn rất là rộng mà. À, nó rộng rãi ha. Vô lăng xe 4 chấu có logo Jack. Đây cái đồng hồ tắp lô ha quý khách. Đây. Xe chúng ta có sẵn là máy lạnh nè. FM trên đầu quý khách, FM nó nằm ở trên trần này. Đèn gương đầy đủ ha, học chưa đồ à. Đây là cần số xe 8 số tiến, 2 số lùi, hộp số 2 tầng, rùa thỏ này, nhanh chậm nha quý hàng.
Jack A5 này, xe này nhập khẩu Wincon đó. Máy nó là máy du trai, dung tích máy là 4.73 nhưng mà đại công suất này 200 mã lực nha. Xe thì bốn máy thôi nè, đi lợi dầu 100 cây dao động từ cái 15 16 lít tùy theo cái đoạn đường và cung đường ha. Mẫu xe này 920 triệu này, chúng ta lấy là lấy nhận xe về luôn này quý hàng không. Xe rất đẹp, chính thức mẫu, thùng là 8x22, bảo hành thì 3 năm hoặc là 150.000 km, tùy cái điều kiện nào sẽ đến trước không quý hàng. Đấy, xe sẵn còn chần chờ gì nữa, có màu xanh này, màu trắng cũng có sẵn luôn để anh em quý hàng có nhu cầu mua xe hãy cứ alo ngay cho Trọng Lĩnh. Trọng Lĩnh xin chân thành cảm ơn.